Đề bài của ta là vẽ hình tròn và chúng ta có một đẳng thức trông hơi khó hiểu. Mình vẽ ở đây nha. Để vẽ một hình tròn, ta phải xác định được tâm và phải biết độ dài của bán kính. Đồng nghĩa với việc ta cần đưa biểu thức này về một dạng mà có thể giúp ta tìm được tâm điểm và bán kính của hình. Mình sẽ làm nháp ở đây để các bạn dễ hình dung hơn. Đây là đẳng thức ta có. Chúng ta sẽ đưa phương trình về dạng x trừ một số nào đó bình phương cộng với y trừ một số nào đó bình phương bằng một số nào đó. Đầu tiên, ta sẽ lấy tất cả số hạng chứa x. Ở đây, ta có x bình phương và 4x bên trái đẳng thức. Ta có thể viết lại thành x bình phương cộng 4x. Mình sẽ để ngoặc tròn ở hai bên và ta sẽ bổ sung hạng đẳng thức ở đây. Tiếp theo là số hạng chứa y. Mình sẽ khoanh chúng bằng màu đỏ. Nhưng màu này hơi tím, màu xanh chắc sẽ ổn hơn. Số hạng chứa y thì ta sẽ có cộng y bình phương, cộng y bình phương và trừ 4y. Và ta còn lại trừ 17. Ở đây mình sẽ dùng màu trắng. Vậy là còn trừ 17 bằng 0. Bây giờ mình muốn đưa biểu thức màu tím thành dạng bình phương của một số. Mình cùng thử nha. Nếu ta tách 4x thành 2 nhân 2x rồi cộng cho hai bình thì ta sẽ được x cộng 2 tất cả bình phương của tổng. Bạn có thể kiểm tra lại nếu muốn nha. Nếu bạn cần ôn lại hoàn thành bình phương, hãy tham khảo các video khác trên Khan Academy. Tóm lại, chúng ta sẽ chia đôi hệ số này và bình phương số đó. Một nửa của 4 là 2, 2 bình phương là 4. Khi bạn lấy x cộng 2 rồi lấy tất cả bình phương, nó sẽ thành x cộng với 2 lần tích của x và 2 rồi cộng với 2 bình phương. Bây giờ chúng ta không thể chỉ cộng 4 ở đây, như vậy thì đẳng thức này sẽ bị mất cân bằng. Để giữ hai vế bằng nhau, ta phải cộng 4 vào phía bên phải của đẳng thức. Ta sẽ làm tương tự với số hạng có y. Một nửa của hệ số này là âm 2. Nếu lấy âm 2 bình phương, ta sẽ được dương 4 và ta không thể chỉ cộng vào bên trái. Ta phải cộng thêm số đó vào bên phải của đẳng thức. Phần màu xanh của ta sẽ biến thành y trừ 2 tất cả bình phương. Và ta còn lại trừ 17. Theo mình thì số 17 này sẽ có tác dụng hơn khi ở bên vế phải. Vậy chúng ta sẽ thử cộng 17 vào hai vế của đẳng thức này. Vậy là bên vế trái ta còn lại hai biểu thức này, còn bên phải ta có 4 cộng 4 cộng 17. Vậy là 8 cộng 17 bằng 25. 25. Dạng này thì chúng ta đã quen thuộc rồi. Nếu bạn có x trừ a tất cả bình phương cộng với y trừ b tất cả bình phương bằng với r bình phương, ta biết tâm hình tròn. Tâm hình tròn là điểm a phẩy b, điểm mà làm cho hai biểu thức này bằng 0. Còn độ dài của bán kính sẽ là R. Nếu ta nhìn vào đây, số nào sẽ là A? Ở đây bạn phải cẩn thận vì A không phải là 2. Số A là âm 2 vì x trừ âm 2 sẽ bằng với x cộng 2. Vậy, hoành độ của tâm điểm sẽ là âm 2, còn tung độ của tâm sẽ là 2. Nhớ rằng ta chỉ quan tâm đến giá trị của x và y mà làm cho hai biểu thức này bằng 0. Vậy ta có tâm điểm là âm 2,2. Còn đây là bình phương của bán kính. Vậy độ dài của bán kính sẽ là 5. Bây giờ ta sẽ quay trở lại bài tập và thử vẽ hình này nha. Vậy tâm sẽ là điểm âm 2,2. Điểm đó nằm ở đây. X sẽ là âm 2, còn y là dương 2. Bán kính là 5. Đếm phụ mình nha. 1, 2, 3, 4, 5. Phần này không đủ chỗ. Đợi mình một lát. Mình sẽ thử nối thêm ra. Xong rồi đó, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn thử lại nha. Vậy là đúng rồi.